Đem 220 triệu thuê Phạm Thoại dự sự kiện và livestream, nhãn hàng chỉ thu về hơn 20 triệu. Phạm Thoại gần đây bị tố chửi khách, nhãn hàng lỗ nặng. Cụ thể, chị P, Hà Nội cho biết mình đã thuê Phạm Thoại tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm và livestream bán hàng với giá 220 triệu. Việc dự sự kiện, theo chị P, Phạm Thoại chỉ đến dự 15 phút rồi đi về vì có sự kiện khác. Về livestream, Thoại lên sóng 90 phút nhưng dành khoảng 1 tiếng đồng hồ để mắng khách hàng và chỉ bán được hơn 100 đơn, thu về hơn 20 triệu đồng khiến chị P lỗ nặng. Vào ngày 13 tháng 10, Phạm Thoại đã làm video giải thích vụ việc, xác nhận có con số 220 triệu đồng nhưng bao gồm cả tiền dự sự kiện, nếu tính riêng tiền livestream chỉ là 50 triệu đồng. Khi đến sự kiện Thoại cũng quay chụp đầy đủ rồi mới xin phép đi sự kiện khác, hẹn 8 giờ 30 phút quay lại để livestream. Trước khi livestream, Phạm Thoại đã hỏi kỹ về khâu chuẩn bị, chị P đồng ý hết nhưng khi vào việc thì không có bất cứ một cái gì để livestream. Cảm thấy không chuyên nghiệp nên Thoại yêu cầu livestream vào một hôm khác. Trước khi livestream, bên mình cũng đã khẳng định rằng không có cam kết bất kỳ một KPI nào, không chỉ riêng nhãn này mà mọi nhãn hàng khác từ xưa tới nay đều như vậy, Thoại giải thích. Theo Phạm Thoại, phiên livestream này không được diễn ra suôn sẻ, các nhân viên bên nhãn hàng tự lấy điện thoại của mình để livestream trước khi bắt đầu khiến Phạm Thoại cáu gắt và yêu cầu tắt ngay. Sau ồn ào, cả hai bên có động thái khá trái ngược nhau trên mạng xã hội. Chị P liên tục đăng bài chỉ trích Phạm Thoại đồng thời cập nhật thêm các diễn biến khác. Trong khi đó, Phạm Thoại gần như không có phản ứng gì khác ngoài video lên tiếng.